Rồi, xin chào các bạn. Việc kiểm tra và bảo dưỡng xe ô tô cũ, chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn, đó là vào trong hãng hoặc là vào một cái gara chúng ta quen và cứ thay nhớt hay là bảo dưỡng định kỳ, và hư cái gì thì sửa cái đó. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta tự kiểm tra xe ở nhà, có thể là định kỳ hàng tuần hoặc là hàng tháng hoặc là trước những cái chuyến đi xa. Chúng ta sẽ có thể chủ động hơn để biết được cái tình trạng của xe của chúng ta nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi vào một vài những cái chi tiết cơ bản mà chúng ta có thể kiểm tra được. Đầu tiên nhất cũng như là những cái điều cơ bản nhất mà chúng ta có thể tự làm ở nhà, đó là châm nước rửa kính. Thì dung tích bình rửa kính của mỗi xe là mỗi khác nhau, và thường thường thì sẽ có kèm theo cái dung dịch. Các bạn có thể lên Tiki mua với những cái thương hiệu ví dụ như là Sonat. Mình đã có một thời gian dài dùng cái Sonat, một bình cao, dùng rất là lâu. Thậm chí mình đã xài được một nửa mà mình cho. Và cái bình đó chỉ khoảng 230.000 thôi. Chúng ta sẽ châm và đổ vào cái nước rửa kính ở đây, nó khoảng 5 lít. Hoặc là trong hãng họ có bán những cái dung dịch sẵn đó, thì ở đây mình cũng có dùng cái loại của chính hãng. Một bình này cho một bình nước dung dịch rửa kính. Thì cái này xe nó báo thiếu hay là báo hết thì chúng ta châm thôi. Rồi tiếp theo thì sẽ là cái bình nước phụ. Nghe cái tên của nó thôi thì chúng ta cũng mường tượng được nó là phụ, không phải là chính. Đó là bổ trợ cái phần nước cho két nước giải nhiệt chính. Tại vì sao mà lại có cái bình nước phụ? Tại vì trong quá trình chúng ta hoạt động động cơ, nó sẽ sinh ra nhiệt nóng và có thể nhiệt độ lên rất là cao. Cái nước ở bên trong nó sẽ bị giãn nở và nó phải trào ra ngoài. Thì sẽ có một cái van, nó sẽ điều tiết cái lượng nước đó tràn ra ngoài và nó sẽ tràn ra cái bình nước phụ của chúng ta ở đây. Và khi mà nước nguội lại thì nó sẽ tự động nó lại hút nước ở cái bình nước phụ vào trong két nước. Bình thường thì cái nước này nó rất là khó hao, trừ khi động cơ của các bạn cũ và thường xuyên quá nhiệt hoặc là quá nóng, thì cái lượng nước nó sẽ bị bốc hơi đi phần nào. Như đối với cái xe của mình thì nó là cái bình đen, ở bên trong nó sẽ sử dụng cái cơ chế phao báo. Khi mà chúng ta đổ nước đủ thì có cái phao nó sẽ báo lên. Và nước mà các bạn châm thì là tỷ lệ 50-50, tức là 50 nước lọc và 50 nước dung dịch. Chúng ta không nên sử dụng nước khoáng. Và một cái nguyên nhân nữa gây ra hao cái nước ở đây thì có thể không phải là do nóng, mà là cái bình này được làm bằng nhựa và nó hay chịu áp suất. Chính vì vậy nó dễ bị thủng hoặc là nứt rạn, nó gây rò nước, hoặc là ở cái van thông nước nó sẽ bị xì và nước sẽ theo đó đi ra ngoài và làm hao nước. Đó, về cơ bản vì cái này thì những cái xe ô tô cũ thì các bạn hay gặp vấn đề thôi, còn những cái xe mới thì không phải là vấn đề. Và tiếp theo thì là cái vấn đề liên quan đến nhớt của động cơ. Ở trên những cái video trên tay mình hay nói với các bạn rằng chúng ta thường xuyên rảnh rỗi kiểm tra cái thước thăm nhớt. Thứ nhất đó là xem cái lượng nhớt hao hụt, vì có thể một lý do gì đó, ví dụ như động cơ có turbo nó có sự cố và nó ăn nhớt, nó hao nhớt, nếu như chúng ta không để ý có thể sẽ làm hết nhớt động cơ. Và thứ hai nữa là đối với những cái xe cũ, nó sẽ có những cái hiện tượng xì nhớt ở ron cạc te hay là ron nắp giàn cò hay là một cái vị trí nào đó, hoặc là phớt chặn nhớt ở bên trong cây xúc bắp, nó cũng có thể làm cho cái chuyện động cơ nó bị ăn nhớt. Thì cái việc chúng ta kiểm tra nhớt thường xuyên, ví dụ như chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể kiểm tra nó và theo dõi. Thứ nhất là xem cái màu nhớt, thứ hai là xem cái lượng nhớt nó có đủ hay không. Đối với những cái xe mà không có que thăm nhớt cơ học thì sẽ thăm bằng những cái cảm biến điện tử ở trong bảng điều khiển, ví dụ như cái xe của mình. Chúng ta sẽ vào kiểm tra cái mực nhớt. Thông thường thì nó sẽ mất một cái thời gian ngắn để nó kiểm tra, nhưng hồi nãy mình đã nổ máy rồi. Hiện tại thì nó đang báo cái mực ok, và có một cái thanh hiển thị cái mực nhớt cho nó trực quan hơn, cao nhất và thấp nhất, hoặc là nếu như mà có dư. Có những trường hợp xả không hết nhớt và đổ nhớt mới vào nó sẽ dư. Về cơ bản về cái việc thăm nhớt thì nó cũng đơn giản thôi, dù dùng cây hay là dùng điện tử đều độ ok. Và trả lời cho cái câu hỏi, nếu như bạn nào có hỏi rằng đổ nhớt động cơ loại gì tốt, thì với quan điểm cá nhân của mình, cái nhớt tốt đầu tiên nhất đó là các bạn đừng mua phải nhớt giả. Có thể bạn nghe người ta nói xài nhớt này ngon lắm, nhưng mà nhiều khi bạn mua được có một bình đó thôi, rồi về sau bạn muốn thay cái nhớt đó và tìm mua được đúng nhớt xịn thì nó lại là một cái câu chuyện rất là khó.
và phải đi tìm, đi hỏi rất là mệt. Chính vì vậy lựa chọn đầu tiên đó là nhớt chính hãng. Thì đối với ví dụ như chiếc xe của mình đổ nhớt trong hãng đại lý của BMW là 3 triệu đồng cho 7 lít nhớt và một cái lọc nhớt. Và cái lựa chọn thứ hai của mình đó là nhớt Motul. Tại sao mình chọn Motul? Tại vì hiện tại cái đại lý phân phối Motul đang rất là rộng trên các gara ở Sài Gòn. Mình có thể dễ dàng mua được nhớt Motul chính hãng. Mình chỉ cần quan tâm cái vấn đề nó là nhớt chính hãng là đã yên tâm rồi. Còn cái việc chất lượng thì giữa các hãng nhớt họ cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Còn ở trên phương diện chính hãng thì mình thấy có Subaru, họ cũng lựa chọn nhớt Motul đó là nhớt chính để thay cho cái dịch vụ bảo dưỡng ở bên hãng xe của họ. Buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi sau khi vệ sinh nhìn ngó, chúng ta sẽ nổ máy và chúng ta nghe thử, thì chúng ta sẽ nghe được những cái âm thanh lạ nó có thể phát ra đối với xe cũ. Như chiếc xe của mình là mình đã nghe được nhiều thứ âm thanh lắm. Có lần nó kêu bạc đạn ở những cái bi tăng dây Cura, dây chuyển động, và bạc đạn của máy phát điện nó phát ra tiếng lọc cọc, và mình đã xác định nó là cái tiếng kêu bất thường, mang đi sửa chữa và khắc phục kịp thời. Đồng thời mình cũng nhìn thấy được cái dây Cura nó cũ, nó kém và mình cũng thay luôn. Và tiếp theo nữa là mình nghe được cái tiếng của máy nén ga. Nhiều khi nó cũ, hết tuổi rồi, nó hư hỏng, nó cũng đã phát ra cái tiếng kêu lạ. Mình cũng phải đi tìm và khám bệnh và sửa chữa nó. Ngoài ra còn có thể những cái tiếng động lạ ở trong khu vực động cơ nữa, cam, cò hay là máy nổ không đều, nó cũng phát ra cái tiếng động lạ. Và chúng ta nổ máy lên, chúng ta nghe cũng thể dễ dàng biết được. Mà có thể rằng đôi khi mà ngồi trên xe chạy chúng ta không nhận ra được những cái chuyện đó. Và cái phần tiếp theo thì mình nghĩ đây sẽ là cái phần mà chúng ta ai ai cũng làm được, đó là tập cái thói quen mình sử dụng con mắt để chúng ta nhìn tổng thể những cái khu vực động cơ. Chúng ta sẽ nhìn được cái gì? Thứ nhất đó là khả năng xì nhớt. Sẽ có rất là nhiều những cái vị trí có thể xì nhớt. Mình ví dụ như đó là nắp châm nhớt ở phần động cơ. Cái xin chặn nhớt có thể quá trình mình dùng nó cũ và nhớt nó sẽ xì ra ở đó, không những làm hao nhớt mà nó làm dơ động cơ của chúng ta nữa. Như của mình thì đang rất là khô, không có xì. Rồi thứ hai đó là xì nhớt ở nắp cò. Đó, cái hiện tượng rất hay gặp đối với xe cũ khi mà cái tuổi thọ của cái ron nó có niên hạn thôi, thì nó sẽ làm ướt và rò nhớt quanh cái khu vực động cơ. Chúng ta nhìn xung quanh bên trái bên phải cũng sẽ dễ dàng có thể nhìn thấy được cái rò nhớt ở nắp dàn cò. Tiếp tục đối với con mắt chúng ta nhìn, chúng ta sẽ nhìn thứ nhất đó là ống nước. Đó, hệ thống ống nước, chúng ta cần quan tâm đến những cái cổ ống nước. Nếu như có hiện tượng hơi ướt hoặc là nứt thì đó cũng là dấu hiệu cho chúng ta biết là cần phải thay thế cái ống nước đó rồi. Để tránh trường hợp khi mà chúng ta đi xa hoặc là nóng, áp suất cao, cái ống nước nó có thể bể bất kỳ lúc nào. Và nếu như đang đi ở trên đường mà bị thì chắc chắn là sẽ nằm đường rồi. Thêm nữa thì như cái xe của mình có một số cái hệ thống ống dầu thủy lực của hệ thống tay lái thì cũng nên quan sát luôn. Cũng bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn được những cái vết cũ, vết rạn của nó. Hoặc là hệ thống Boe, nó là cái hệ thống lấy gió vào trong động cơ. Xe của mình thì không có turbo, nhưng mà đối với những cái xe có turbo thì cái chuyện ống dẫn gió đó rất là quan trọng, tại vì nó chịu một cái lượng áp suất rất là lớn. Khi có một cái hiện tượng nứt rạn cũ thì mình nghĩ rằng nên thay ngay, không nên để chạy lâu. Đối với chiếc xe của mình có thêm cái phần dầu thủy lực, dầu của hệ thống bơm trợ lực lái, thì cái này cứ một năm thay một lần. Nó thay giống như là dầu phanh, tại vì dầu thủy lực khi mà chúng ta sử dụng trong vòng một năm, quá trình chênh lệch áp suất và nhiệt độ nó có thể tạo hơi nước ở bên trong, và càng ngày nó sẽ càng nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như độ bền của các chi tiết cơ khí bên trong. Nên là cứ định kỳ cứ khoảng 1 năm chúng ta thay một lần đó. Hoặc là 2 năm tùy theo những cái loại nhớt khác nhau. Còn lại thì bên đây sẽ làm hệ thống Boe, hệ thống lọc gió. Bình thường thì mình nghĩ rằng cũng không đáng bạn quan tâm lắm. Nhưng đối với những chiếc xe mà hay đi tỉnh mà đường đất đỏ, đường bụi rất là nhiều, thì khoảng 1 hoặc là 2 tuần trước cái kỳ thay nhớt, chúng ta sẽ gỡ ra quan sát tình trạng, có thể là thổi bớt bụi hoặc là thay thế nếu như mà cần thiết. Bởi vì sao? Đối với một chiếc xe bình thường, ví dụ như xe của Nhật, thông thường cái chu kỳ thay nhớt đó là 5.000 cây. Tức là cứ mỗi 5.000 cây thì chúng ta mới vào xưởng dịch vụ và kiểm tra tổng thể được một lần. Hoặc đối với như chiếc xe của mình thì một cái chu kỳ thay nhớt của nó là đến 10.000 cây số. Ví dụ như mình đi nhiều, một năm vừa rồi mình đi 40.000 cây,
trong một năm thì một năm mình tới xưởng dịch vụ 4 lần. Còn đối với những anh em đi ít thì 40.000 cây có khi nó là 4 năm lận, thì có 4 năm mới vào xưởng dịch vụ. Thì trong cái clip này mình chỉ chia sẻ với anh em về cái cách chúng ta quan sát những cái tình trạng và kiểm tra sơ qua những cái thứ mà cơ bản nhất về cái động cơ. Còn rất là nhiều những cái mục, ví dụ như ở dưới gầm hay hệ thống khung gầm, thì mỗi lần chúng ta đi thay nhớt, nâng lên cầu, chúng ta có thể nhờ kiểm tra hoặc chúng ta xem tận mắt để có cái lòng tin và yên tâm hơn về cái chiếc xe của mình, để chúng ta sử dụng nó được an tâm hơn. Hy vọng rằng tới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về chuyên sâu hơn một chút về cái chuyện bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô cũ. Đáng lẽ là chiếc xe của mình, nhưng mà cái gì cần thay cần sửa thì mình cũng đã thay sửa hết rồi. Hiện tại thì tình trạng nó cũng đang còn rất là ổn, nên là không có chia sẻ cho các bạn thấy tận nơi được. Hy vọng rằng sắp tới mình sẽ mượn được cái xe nào đó cũ hư hỏng sửa, để ví dụ cho các bạn xem những cái chi tiết mà nó hay hỏng và cần phải sửa chữa định kỳ. Rồi, tới đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.